Kính chào toàn thể quý vị đang xem kênh bán hàng của Salon ô tô Femeca Hải Dương. Lời đầu tiên cho một năm mới thì Salon ô tô Femeca Hải Dương xin gửi lời chào, gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý vị trong suốt thời gian qua đồng hành cùng với lại Salon ô tô Femeca Hải Dương. Thì ngày đầu xuân năm mới hôm nay thì em xin giới thiệu một chiếc xe. Chiếc này là Honda Civic sản xuất cuối 2012 và model 2013. Đăng ký lần đầu 2013 bản full option 2.0. Chiếc xe này đang mang biển số Vĩnh Phúc 88A30785 và giá chiếc xe này đang được chào bán tại salon nhà em là 468 triệu. Xe thì cam kết keo chỉ nguyên zin, máy không thủy kích, không ngập nước. Xe rất là đẹp. Bản full 2.0 tràn ngập công nghệ luôn. Và mức tiêu nhiên liệu ở cái xe này nó khoảng tầm 8 lít xăng trên 100 km đường hỗn hợp. Xe thuộc phân khúc hạng C, tích hợp công nghệ xanh eco và hệ thống chống trơn trượt. Trang bị trên xe gồm có màn hình cam lùi, đèn nổ thông minh startup, lẫy chuyển số thể thao trên vô lăng, cửa sổ trời. Xe 5 chỗ ngồi rất đẹp. Hệ thống keo chỉ xung quanh xe còn nguyên. Dòng xe Honda Civic đi thì rất là đầm chắc, tiết kiệm nhiên liệu. Và xe này đi rất là lành xe. Sản xuất cuối năm 2012, model 2013, form dáng hoàn toàn mới, phiên bản 2.0. Và chiếc xe này Odo mới chạy khoảng tầm 96.000 km, tương đương với 9.6 vạn. Mọi chi tiết quý vị có thể liên hệ cho salon nhà em theo số hotline 0978 607 555 hoặc xem xe trực tiếp tại địa chỉ số nhà 100.5 đường Trường Chinh, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Đến đây lái thử và cảm nhận về chất lượng của chiếc xe này. Chiếc xe này vẫn còn hỗ trợ trả góp ngân hàng tầm khoảng 60% giá trị xe. Nếu quý vị nào điều kiện kinh tế không đủ thì có thể chuyển sang phương án mua trả góp. Máy còn rất là mới, máy nguyên zin luôn. Quý vị nào có nhu cầu mua chiếc xe này thì cứ liên hệ cho em vào số hotline trên 0978 607 555. Giá chiếc xe này đang được niêm yết tại Salon ô tô Femeca Hải Dương là 468 triệu.